Mình chào cả nhà đến với kênh Minh Hạ Nhà Đất Kiên Giang. Ngày hôm nay Minh Hạ sẽ giới thiệu cho cả nhà một ngôi nhà ở hẻm 2 Vàm Trừ, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Ngôi nhà này được thiết kế là nhà trệt, cách trạm 30 tháng 4 tầm khoảng là 5 phút cả nhà. Ở đây thì mình cách đầu đường tầm khoảng là 130 m. Phía trước mặt của chúng ta đó là cái đường ra ngoài cả nhà. Này là ô tô đi được ha. Nhưng mà hơi khó chút xíu cả nhà. Lộ hiện tại hiện hữu đây thì khoảng 2 m, 2 m 3 thôi. Ở đây mình có một cái căn nhà đang kêu bán nè, vừa mới hoàn thiện xong. Có diện tích trên giấy là ngang 5m1, dài là 24m. Tổ cư là chầm chầm, nhưng thực tế xây dựng là 6m, dài 27m cả nhà. Thì bây giờ hãy mời cả nhà cùng hãy chúng ta sẽ bước vào bên trong tham quan ngôi nhà của mình ha. Và hiện tại hãy đang có mặt tại sân đậu xe của ngôi nhà của mình. Thì sân đậu xe của nhà mình khá thoáng cả nhà, nó có chiều dài tầm khoảng là hơn 7m luôn, khá là dài luôn, được bao bọc bởi tường và hàng rào sắt xung quanh luôn. Ở phía bên hai bên tường đó thì chủ còn gắn những cái ô sứ để sáng ấy nha, để gió ha. Cái tường thành nhà mình thì cao tầm khoảng là 2 mét cả nhà. Chiều cao của nhà mình thì có chiều cao tầm khoảng là 4,5 m cả nhà, nhìn khá cao ha. Ở bên cửa ở đây thì chủ còn lắp cho mình một cái cửa kính nhỏ để mở cửa ra thông thoáng, lấy sáng lấy gió luôn. Và chủ có chừa cho mình một cái hộc để trồng cây ở đây luôn cả nhà. Ở phía hai bên tường thì chủ gắn cho mình những cái đèn chiếu sáng nè, nhỏ nhỏ xinh xinh nè. Cửa nhà mình thì là cửa sắt đó nha, cửa sắt và kính cường lực ha, bốn cánh luôn. Ở phía trên thì chủ có ốp những cái miếng nhựa và gỗ lên trên mái ha, và có những bóng đèn luôn, khá đẹp. Tiếp đến thì nó chính là không gian phòng khách. Thì không gian phòng khách này thì có chiều dài tầm khoảng là 4,5 m thôi cả nhà, được lót bằng gạch đá dân mây màu trắng ha. Trần nhà mình là trần thạch cao hộp vuông cả nhà, đèn chiếu sáng là đèn chùm thả xuống ha, đèn led màu vàng đó. Ở bên trên tường thì chủ còn chạy những cái viền chỉ cả nhà, chỉ được làm bằng nhựa cả nhà. Ở phía bên tường bên đây thì chủ bố trí cho mình một cái kệ tivi và công tắc điện ha, chủ còn tặng luôn cho mình cái bộ rèm cửa đó cả nhà. Cái đó đi vào bên trong của nhà mình thì tầm khoảng 1,2 m cả nhà. Ở đây thì chủ sơn thường cái màu xanh nhạt ha. Kế tiếp phòng khách thì mình có một cái phòng ngủ nè. Phòng ngủ này thì có diện tích tầm khoảng là 16 mét vuông thôi. Ở đây thì mình có thêm một cái cửa sổ để cho thông thoáng nữa. Cửa phòng nhà mình thì cũng là cửa sắt và kính nữa nha. Ở phía bên trong nó còn có thêm một cái lõi sắt nữa ha. Thì tiếp đến thì mình đến là không gian nhà bếp. Thì không gian nhà bếp này thì khá là rộng rãi luôn, nó tầm khoảng là hơn 30 m². Ở đây thì chủ bố trí cho mình một cái không gian bếp thẳng nè, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, thì được làm bằng từ gỗ cả nhà. Đặt bồn rửa tay ở giữa nè, và kệ bếp thì được làm bằng đá granite dân mây ha. Mặt dựng của bếp là gạch kính bóng ha, dân mây luôn, và có thêm cái cửa sổ nữa.
Nhà này 6 mét cho nên không gian nhà gác khá là rộng cả nhà. Căn nhà thì được lót bằng dòng thạch cao, hình vòng tròn ha, có cái điểm nhấn là vòng tròn ở giữa ha. Ở phía sau phòng khách bếp á, là có một cái lối đi có giếng trời, thì giếng trời này cũng khá đẹp và khá rộng ha, sáng cái nhà. À, nó tầm khoảng là 7 tấc cái nhà. Đây, ở bên tường đây thì chủ đã ốp gạch lên trên luôn ha, tới trên luôn. Tường này thì cao tầm khoảng là 3 mét. Thì tiếp đến thì mình có một cái nhà vệ sinh ở phía sau. Thì nhà vệ sinh này thì khá là dài và rộng nè, nó ngang tầm khoảng 1,5 mét và dài là 3 mét. Ở đây thì chủ ốp gạch kính bóng nha, hình chấm bi ha, là hết trên trần luôn. Và chủ có trang bị thêm cho mình là cái vòi sen nè, kính nè, và lavabo rửa tay nè, nhìn khá là đẹp ha. Kế tiếp thì mình có thêm một cái phòng ngủ ở ngay cái phía sau nhà vệ sinh. Phòng ngủ này là hình chữ L đó nha. Ở đây thì chủ trang bị đèn led chiếu sáng cho mình ha, và gắn thêm có nó sẵn dây để chúng ta gắn máy lạnh ha. Lối đi chung của mình thì trên tường thì chủ luôn trang bị những cái viên chỉ nhựa cái nha, chỉ dài ha. Kế tiếp thì mình có thêm một cái phòng ngủ ở phía sau nữa nè. Thì phòng ngủ này cũng khá rộng đó nha. Ở phía sau phòng ngủ này còn có thêm một cái nhà vệ sinh ở trong phòng nữa. Cũng được ốp gạch lên tới trần luôn ha. Hãy xin sơ lược thông tin về ngôi nhà này cái nhà. Nhà này thì nằm ở hẻm 2 hay Dầm Chư, cách chợ 30 tháng 4 tầm khoảng là 3 phút thôi. Ở đây thì nằm ở phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Nhà thiết kế là nhà trệt, diện tích thực trên giấy á, diện tích trên giấy á, là ngang 5m1, dài là 24m, full thổ cư. Nhưng diện tích xây dựng thật sự á, là ngang 6m, dài 27m. Nhà thiết kế là gồm sân đậu xe dài khá rộng nè, tới đậu được chiếc 7 chỗ là 2-3 chiếc luôn. Rồi phòng khách nè, 3 phòng ngủ nè, bếp và hơi toilet. Nhà mình thì cửa thì được làm bằng sắt hết cả nhà. Giá của ngôi nhà này thì chủ đang kêu bán với giá là 1 tỷ 9 cả nhà ha. Có thương lượng và có hỗ trợ ngân hàng. Để biết thêm thông tin chi tiết về ngôi nhà này thì xin cả nhà vui lòng gọi vào số điện thoại là 0782 333 680 Minh Hải để được đi xem nhà hai cả nhà. Một lần nữa Minh Hải xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của Hải. Gặp cả nhà ở video kế tiếp. Chú bấm đăng ký kênh và ủng hộ Minh Hải cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại.